hiện nay ấy, nhiều người cứ vì sử dụng thuốc tây và xính cái thuốc tây hơn cho nên là quên mất rằng thuốc nam vẫn có tác dụng rất tốt Đấy, chúng tôi là những người làm y tế tôi là thầy thuốc mà được tây y đào tạo hẳn hoi mổ xẻ Đấy, thế thì nhưng mà chúng tôi vẫn tôn trọng rằng là cái thuốc nam cái cái những cái thực phẩm và những cái thuốc nam của chúng ta ấy, nó rất quý bởi vì có nhiều bệnh ấy, là tây y là nhiều khi đúng là bỏ tay nhưng mà nếu uống thuốc nam mà lên lại là tốt mà đúng được ấy, thì là đây minh chứng là rõ là như bác thời đây uống thảo dược như thế mà minh chứng là thấy rằng là nó có cái giá trị rất tốt đấy bệnh nhân là người bệnh là cảm thấy rằng là nó khỏe lên thế rồi nó hết các cái triệu chứng đấy. thì chúng ta phải đánh giá rằng là cái thảo dược ấy, của chúng ta là rất tốt mà cụ thể là cái thảo dược cái an can này là nó rất tốt cái Cucumin thì quý vị biết rồi thì nó có cái tác dụng là ngăn ngừa cái tăng sinh mạch máu đến khối u, cho nên là khi khối u mà không có mạch máu tăng sinh thì đương nhiên là khối u sẽ teo đi. Vậy curcumin nó là một thành phần rất là tốt để ngăn chặn cái sự tăng trưởng của khối u, của tế bào khối u. chất uh, chiết xuất cây thông đỏ ấy, thì là nó giúp ngăn ngừa cái sự hoạt hóa của các tế bào ung thư, làm cho các tế bào ung thư không hoạt hóa được và nó sẽ bị dễ bị chết đi. Đấy. Thế còn cái, như là cao trà xanh thì quý vị biết rồi là người Nhật người ta uống sử dụng cao chua xanh rất là nhiều và cái, những cái chất này nó giúp cho chúng ta đỡ bị những cái ung thư về đường tiêu hóa đấy, ví dụ như ung thư gan ung thư mật các thứ đó nó sẽ đỡ đi rất nhiều đấy, thế còn những cái như là linh chi thì quý vị biết rồi nó giúp cho nó làm tăng cường sức kháng thể cho cơ thể để chống lại những cái ung thư như là ung thư vú đấy, giúp cho cái ung thư vú là tiến triển chậm đi đấy thế rồi những cái xạ đen cũng thế trong cái uh, người Việt của mình ở cái phía vùng hòa bình là có rất nhiều cái sa đen và người ta sử dụng cái cao sa đen này thì chúng tôi thấy là ngay những cái ung thư mà uh, hay gặp ở Việt Nam như là ung thư vú phụ nữ và ung thư tử cung đấy thì là cái này điều trị rất là tốt thì nó sẽ hạn chế những cái uh, vì là những cái cao sa đen này nó hạn chế cái sự phát triển của khối u cho nên là uh, làm cho khối u nó chậm phát triển hoặc là thậm chí nó không gì cần được nữa thế còn selen thì cũng là một cái chất mà làm cho cái quá trình oxy hóa nó bị giảm đi và ngăn ngừa sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Đấy, cho nên là chúng ta thấy tất cả cái hợp chất của ANCA là gồm những cái chất này đưa vào thành một cái tổ hợp rất nhiều alkaloid khác nhau để giúp cho người bệnh uống cái ANCA thì nó sẽ được tăng cường sức đề kháng, tăng cường được cái kháng thể, tăng cường được cái chống những cái mà tế bào ác tính. Bộ giải pháp hỗ trợ điều trị u tuyến giáp An Can, An Giáp với chiết xuất hơn 20 loại thảo dược quý như linh chi, xạ đen, thông đỏ, cucumin, hải tảo, khổ sâm đem lại hiệu quả cao trong hỗ trợ tiêu giảm u biểu tuyến giáp không cần phẫu thuật, hỗ trợ ngăn chặn nguy cơ tái phát, hỗ trợ ngăn chặn biến chứng ác tính. Với uy tín đã được khẳng định hơn 13 năm trên thị trường, bộ giải pháp An Can An Giáp đã giúp hơn 300.000 bệnh nhân u tuyến giáp tiêu giảm u biểu thành công để lại thông tin hoặc gọi tới hotline để được tư vấn miễn phí